xuân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh này chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết cam trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai, luôn đúc tâm hồn để nuôi chi lớn. Theo các thanh niên sống vì dòng nòi, liều thân vì nước vì dân mà thôi. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã cắt ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh gây đời niềm yêu trên bao công lao. Chúng có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình HTN biết được năm này là năm thứ mấy hội khuyến học chúng ta tổ chức thành. Xin chào anh Vũ Vinh và xin chào tất cả khán giả của đài HTN. Năm này là năm thứ ba hội khuyến học Panophobic tổ chức lễ phát thưởng cho tất cả học sinh xuất sắc Việt Nam tại vùng Central Valley. Thưa anh, năm này cái số lượng học sinh tham dự ngày hôm nay thì nó có bao nhiêu lớp và cái bao nhiêu học sinh tham dự ngày được lãnh văn thưởng ngày hôm nay vậy thưa? Năm nay mình có tất cả là 66 em ghi danh nhận thưởng cho năm nay, bao gồm từ lớp 12 đến lớp 1. Học sinh lớn chi làm công tác ở dưới đây sao được mà về mà mình anh em bỏ công sức ra để tổ chức một cái lễ phát thưởng như này thì mang lại ý nghĩa rất là quan trọng cho những người là những học sinh rất là mình. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao. Lúc cấp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết cam trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống. Như chúng ta biết là cái học vấn là con đường, là cái chìa khóa có thể mở được hầu hết các cánh cửa. Cho nên khuyến khích các em học tập và đưa cho các em thấy những thành tích của các em là một điều rất đáng quý, giúp các em thăng tiến sau này. Theo tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác đã ủng hộ cho hội khuyến học Fresh Group Covid có được ngày hôm nay. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh là người tổ quốc mong chờ mai sau. Được đến đây cùng tham dự và góp mặt để tổ chức lễ phát thưởng cho các em học sinh của vùng Fresno Clovis và Santa Fe, và hy vọng là một cái chương trình rất tốt để rồi chúc mừng cho một năm học mấy cháu rất là thành công. Con là Jenny Hồng Mai. Hôm nay con vừa mới ra lớp 12 ở trường Zhangshan High School, Araji High School at Valedictorian and High Honors in College. I have a high school diploma and also a 2 years degree in college. One advice I'll give to the younger generation is for school is stay on top of things, be on top of it. It's hard at first, but once you get to that mood, that habit, you can do it. And I'm going to UCLA next semester as biochem under that major. Tranh đấu hy sinh cho
học sinh